Thưa quý vị khán giả, thờ chúc Tết của Bác Hồ là một tài sản văn hóa, lịch sử vô giá của dân tộc ta. Những vật thơ chúc Tết của Bác không chỉ là mấy lời thân ái nôm na, vừa là kêu gọi, vừa là mừng xuân, mà còn là những dự báo lịch sử, những chỉ đạo chiến lược cách mạng được truyền đạt bằng thơ đến với đồng bào, chiến sĩ cả nước. Nhân dịp đầu xuân, chúng ta cùng đọc lại những bài thơ chúc Tết của Bác Hồ để hiểu thêm phần nào những dấu ấn văn hóa lịch sử đặc sắc ẩn chứa trong những lời thơ chúc Tết mộc mạc, giản dị. Điều thú vị là không phải đến khi trở thành chủ tịch nước, Bác Hồ mới làm thơ chúc Tết, mà Bác bắt đầu làm thơ chúc Tết từ những ngày xuân đầu tiên trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Đó là mùa xuân Nhâm Ngọ 1942. Bài thơ chúc Tết năm mới 1942 được in trên báo Việt Nam Độc Lập số 114 ngày 1 tháng 1 năm 1942. Tháng ngày thấm thoát chóng như thoi, năm cũ qua rồi chúc năm mới. Chúc phe xâm lược sẽ diệt vong, chúc phe dân chủ sẽ thắng lợi. Chúc đồng bào ta đoàn kết mau, chúc Việt Minh ta càng tấn tới. Chúc toàn quốc ta trong năm này cờ đỏ ngôi sao bay phấp phới. Năm này là năm Tết vẻ vang, cách mệnh thành công khắp thế giới. Quả thực lời chúc Tết rất nôm na giản dị, thế nhưng ẩn chứa bên trong là cả một bản tổng kết tình hình đất nước và thế giới một cách khái quát đầy đủ. Bởi lúc này chiến tranh thế giới lần thứ hai bắt đầu, phe trục phát xít chủ động tấn công và giành nhiều vùng đất đai rộng lớn. Phe đồng minh bị động liên tiếp thất bại, thiệt hại nặng nề, thời thế chưa có chiều hướng tốt. Nhưng bằng cảm quan của một nhà cách mạng xuất chúng, Bác đã khẳng định phe xâm lược sẽ diệt vong, phe dân chủ sẽ thắng lợi. Đây cũng chính là điều kiện để cách mạng Việt Nam phát triển. Vì thế Bác đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho cách mạng nước ta lúc này là đồng bào ta đoàn kết mau. Đặc biệt hơn, mặc dù cách mạng chưa thành công, nhưng ý tưởng về ngọn quốc kỳ của nhà nước công nông với cờ đỏ sao vàng đã được tượng hình, cờ đỏ ngôi sao bay phấp phới. Và quả đúng 3 năm sau, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã chọn cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước ta từ đó đến nay. Tháng 8 năm 1942, Bác từ Cao Bằng sang Trung Quốc, đến Túc Vinh, tỉnh Quảng Tây, bị mật vụ Tưởng Giới Thạch bắt giam đến tháng 9 năm 1943 mới được thả về nước. Mùa xuân năm 1944, Bác Hồ viết bài chào xuân in trên báo Đồng Minh Xuân Giáp Thân, ghi tên Hồ Chí Minh. Trong bài thơ chúc Tết này, Bác Hồ đã dự cảm được thời cơ cách mạng thành công đang đến rất gần, rót cốc rượu xuân mừng cách mạng, viết bài chào Tết chúc thành công. Và quả thật chưa đầy một năm sau, cách mạng tháng 8 năm 1945 đã thành công rực rỡ, mở ra một trang sử mới cho dân tộc ta. Xuân Bính Tuất 1946, trong tâm thế mới là người đứng đầu nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, Bác Hồ đã viết thư chúc Tết rất nhiều đối tượng công nông binh như thơ chúc Tết đồng bào in trên báo Cứu Quốc, thơ chúc Tết phụ nữ in trên báo Tiếng Gọi Phụ Nữ, thơ chúc Tết báo Quốc Gia của các cụ nhân sĩ trí thức Hà Nội với lòng hân hoan, hào sảng, mừng đất nước độc lập, tự do. Tết này mới thật Tết dân ta, mấy chữ chào mừng báo quốc gia, độc lập đầy vơi ba cốc rượu, tự do vàng đỏ một rừng hoa. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Đúng như tiên cảm của Bác trước lúc đi xa, khi Bắc Nam thống nhất non sông liền một dải là mùa xuân trọn vẹn nhất. Mùa xuân ấy đã được đồng bào chiến sĩ cả nước thực hiện thành công bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 như Bác hằng mong muốn. Một khẩu báo mỗi ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong mục này ngày mai.